chọn cây này này, các bạn nhìn thấy cây nhỏ này. Đây chỗ các bạn cũng gặp đầy đấy. Đây này. Cái này nhá. Nhìn nó như có cái củ nhỏ đây này. Củ nhỏ đây nhá. Cây này gọi là cái củ chóc ri. Đúng rồi. Chóc ri đúng rồi. Nó dùng như bán Hà Nam, nhưng mà củ bán Hà Nam thì sẽ to hơn. Cái củ mà cái củ chóc nó to hơn. Tức là chóc ri nó nhỏ. Ừ. Cái nó ngứa phải chế thế nào chứ không bị ngứa. Đối với nhóm này thường dưới tác dụng của nhiệt nó sẽ đỡ hơn. Thế như là cắt ngoài việc ngâm với các thứ sau thì có thể cắt xong rồi người ta sao qua thì nó sẽ đỡ. Tác dụng của nhiệt nó sẽ đỡ, đỡ ngứa hơn. Chóc ri được dùng như là thay cái bán Hạ Nam thôi. Tức là bán Hạ Nam thì đã thay bán Hạ rồi nhá, thế còn củ chóc ri thì để thay bán Hạ Nam. Tại vì cái củ nó nhỏ, cái năng suất nó cũng thấp ít. Nhỏ xíu. Nó còn củ bát Hà Nam có thể nó to bằng ngón chân cái. Giờ trong ri.